Thì là mình vừa nằm xem, mình thấy có một cái video người ta nói về cái mì tôm giả. Nhưng thực sự là mình nói thật là ngu, rất khổ, ngu khổ vô cùng. Mì tôm nào đốt mà chả cháy. Điều đơn giản cũng biết. Cái đầu tiên là mì ôm gì này. Đấy, nó bảo là mì tôm bốc cháy, mì tôm giả, ăn cái gì mà nó ngu thế. Giải thích cho các bạn này. Mì tôm nào đốt phải cháy hết. Bỏ mẹ mua những con mẹ mì tôm giả rồi à? Bởi vì sao nó cháy? Bởi vì mì tôm nó khô. Nhưng ngày nhỏ chúng ta hay dùng cái mì gạo này, chúng ta ăn này, thì chúng ta hay nướng nó giòn giòn lên này. Như này là mì tôm giả à? Điên là thần kinh à? Chuyện mì tôm cháy là một điều rất là bình thường và nó xưa như trái đất luôn. Cũng kiểu như là trời bỗng nhiên thấy trời tối ấy, thì bảo là tận thế. Ok, một loại mì cháy không cháy khét lẹt luôn ý. Cho bạn gói thứ hai là omachi này. Mì tôm giả mình thấy bảo là xã hội bây giờ nó loạn hết cả rồi. Từ đường giả, sữa giả, các thứ đều giả rồi chuyển sang mì tôm giả, biết ăn cái gì. Đứa nào mà bảo là mì tôm ý, mà nó cháy là mì tôm giả, có bốc cứt mà ăn. Mì tôm giả. Ngu ghép ngu, phải dùng từ ngu rất khổ luôn. Mì nào đốt cũng cháy, nó cháy là một điều rất là bình thường luôn. Mình nói thật luôn, mì nó cháy là một điều rất là bình thường luôn. Bạn nhìn nó giòn tan như này, nó cháy là một điều rất là đương nhiên đúng không? Và cái video kia người ta chính là dùng cái mì hảo hảo để bảo đốt cháy, nó cháy là mì này. Mình nói thật luôn, ngu rất là khổ luôn. Và để cho chứng minh là mì tôm nó không phải mì tôm giả mà nó cháy đâu. Ăn cho. Ngu. Chết con mẹ ở mì tôm giả các bạn ạ. Mì này nó là mì giả đấy, đừng có ai ăn nhá. Bạn nào nếu không phát hiện mì tôm giả thì cho mình nhá. Nhà đang đói. Nhà mình không nuôi chó, chó ăn mì tôm mình ăn hết luôn. Quay. Và tôi đã nói rằng những ai bảo mì tôm cháy là mì tôm giả là ngu vô cùng ngu luôn. Mì nó khô bạn đốt là phải cháy, đến người bạn đốt nó còn cháy cơ. Nó lên mì, còn cái mì gạo này, mì này còn là mì gạo nhá. Một cái điều rất là bình thường với nhiều người ở đây mà mình thấy rất là ngớ ngẩn luôn. Những cái mì gạo này có một đặc điểm rất là hay nhá. Không biết bạn có biết này, mì này nó đốt lên nó cháy một tiểu cháy mì tôm không? Mì gạo này thì nó nổ nổ thì nó sẽ làm nó xoăn tít lại như này và nó sẽ phồng lên, bởi vì nó gạo mà kiểu như nó nổ bỏng ấy, ăn được rất là ngon đó. Nếu mà bạn nào mà bảo mì tôm cháy là mì tôm giả, có mì tôm mang hết sang cho tôi nhé, chuyển sang cho tôi, đổi sang kính cường lực phụ kiện điện thoại cho nhé. Nam Mô Di Đà Phật, mì tôm giả, hết gạo giả, bò khô giả, mực giả, giờ cả mì tôm cũng giả. Húp húp, chia sẻ mọi người biết nhé, chia sẻ cho biết sự ngu xuẩn của mày à. Ê, ăn gì mà ngu thế nhỉ, ngu toàn diện, ngu này đừng ngậm tỏi vào. Con bé này chắc phải cho ít tỏi vào mồm mất cho nó bớt đói rồi, chắc là 30 nhánh tỏi con vào là hết này. Ngu hoàn hảo, perfect.